Hello, xin chào toàn thể các bác nhá. Chào mừng các bác lại quay lại với Hùng GBL. Các bác thân mến, ngày hôm nay thì em lại cập bến và ra mắt các bác tiếp tục hai sản phẩm ngày hôm nay. Đó là một chiếc cục đẩy sâu tân đa bãi xịn và còn rất là đẹp. Mà hàng gọi là khá là nổi đồng với đá không nhé. Và sản phẩm thứ hai ra mắt các bác trong ngày hôm nay video ngắn này, đó là chiếc bàn mixer của Nhật xịn không nhé. Con này thì được đấu giá tại Nhật xịn. Và con này thì có model là Yamaha 01V96. Đúng không ạ? 01V96. Đấy. Hai sản phẩm ngày hôm nay thì sẽ báo giá trực tiếp cho các bác trong video để cho anh em chúng ta tiện theo dõi và tham khảo các bác nhé. Hai dòng cục đẩy hai dòng sản phẩm ngày hôm nay thì đầu tiên thì em sẽ giới thiệu qua với các bác đầu tiên là chiếc đẩy sâu tân đa có mã là GB4 các bác nhé. Với 4 kênh công suất, mỗi một kênh là 800W. Các bác xem video thì nhớ muốn săn tìm những sản phẩm như này thì các bác nhớ bấm vào đăng ký kênh của Hùng GBL và tấm biển. Đây là địa chỉ và thông tin để liên hệ với kênh cũng như là tư vấn trực tiếp với em các bác nhé. Cảm ơn các bác đã dành thời gian xem video và bác nào có đang có nhu cầu thì hãy ở lại video xem chi tiết. Còn bác nào mà không có nhu cầu thăm những sản phẩm này, em mà tham khảo những sản phẩm này thì các bác cũng vui lòng cho em xin một like hoặc là các bác có thể là dành thời gian để xem những cái video khác để giải trí đỡ mất thời gian các bác nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều. Và đi vào chi tiết thì em xin giới thiệu qua với các bác, đây là một chiếc cục đẩy Sotanda. Hãng Sotanda là một hãng sản xuất cục đẩy và được sản xuất tại Trung Quốc các bác nhé. Sotanda thì sản xuất ở Trung Quốc chứ chẳng phải là Mỹ, mà nó là thương hiệu của Mỹ và được ủy quyền sự thiết kế cũng như là thương hiệu của Mỹ với công nghệ của Mỹ và ủy quyền thiết kế sản xuất là nó được lắp ráp và sản xuất bởi hãng Sotanda tại Trung Quốc các bác nhé. Sotanda thì chỉ có sản xuất ở Trung Quốc, không có sản xuất ở Mỹ các bác nhé. Đấy, không có made in USA. Và em sẽ tuy nhiên thì hàng này nó đủ tiêu chuẩn để xuất đi châu Âu vì nó là hàng xuất Âu, cũng có thể tạm gọi nó là hàng châu Âu cũng được, nhưng nó sản xuất thì sản xuất xuất xứ và sản xuất là nó sản xuất tại Trung Quốc các bác nhé. Con này nó sử dụng sò NJWK với 1, 2, 3, 4, 32 con sò NJWK, 32 con sò chính các bác nhé. 32 con sò chính nó đồng bộ với 32 con trở này các bác nhé. Thế còn những con bù áp này thì chúng ta không được tính là sò công suất, mà nó là chỉ là con bù áp để mở áp thúc cho những cái con sò công suất là chạy. Nhưng mà cũng chính vì nhờ những con sò thúc này thì con công suất này nó mới đưa được ra công suất lớn các bác nhé. Nếu như mà các bác thêm vào đây hai con sò nữa, có nghĩa là nó thành mỗi một vế là thành 2, 4, 8 con, 8 con. Thế là em cứ đếm, nếu như các bác thêm vào đây 2, 4 này, đây 6 này, 6, 4, 2, 4, 2, 4 là 48 sò chẳng hạn. Ví dụ như thay vì con này nó là 32 sò mà con khác nó thiết kế là 48 sò thì đương nhiên là nhiều sò công suất chính hơn con này. Thế nhưng ngược lại nó lại không có con bù áp này, nó không chạy bằng cái bù áp này thì nó sẽ không đưa ra được công suất lớn các bác nhá. Đấy, các bác lưu ý mua đẩy thì đẩy bãi hoặc là đẩy mới cũng vậy, nó tùy vào mạch. Đây là mạch Class H các bác nhá, thì anh em cũng lên tham khảo. Đấy, trước khi mua đừng nhìn vào cái con đẩy mà nó thật là nhiều sò mà nó có khỏe các bác, không phải đâu. Thứ nhất, công suất lớn là các bác phải quan sát cái nguồn của nó này. Đấy, cái tụ lọc nguồn thì các bác thấy nó chạy vôn rất cao, 80V này, nhưng mà dung lượng của nó là 10.000 microfarad. Thì cái điện áp ở cái tụ lọc này có nghĩa là khu vực cấp, nó cấp vào đây nó sẽ cấp được 80V các bác, nó sẽ cấp được 80V cộng với dòng của nó nữa thì nó sẽ lên đưa ra được 800W một kênh các bác nhá. Đấy, con này sử dụng là 20A. Đây, nó có một cái át 20A ở đây. Đấy, 20A thì cũng khá là khủng rồi. Đó. Và cái khối nguồn này, một điều nữa quan trọng các bác ơi, cái khối nguồn này nó phải thật là lớn mới đủ năng lượng để cung cấp cho những kênh công suất này hoạt động. Mặc dù là con đẩy rất nhiều sò nhưng mà cái cuộn biến áp này nó thật là nhỏ thôi, nó nhỏ thôi. Đấy, nó bằng đồng thì không nói, nhưng nếu bằng nhôm thì còn không đạt nữa các bác nhé. Đấy, cái cuộn biến áp của con Sotanda này thì 100% bằng đồng các bác nhé, vì nó là một hãng rất là nổi tiếng và nó là hàng nổi đồng cối đá các bác nhé. Đó, thì con này nó có cuộn nguồn này của nó có tầm 22 cm và cung cấp năng lượng cho 4 kênh công suất của con Sotanda này. Mỗi một kênh là 12 này, 4 này, mỗi một kênh là 8 sò các bác nhé.
8 sò và mỗi một kênh là có 1, 2, 3, 4 con bù áp nữa. Những con bù áp này nó cũng có tác dụng như con sò không nhé. Nó mở áp cao lên để cho con sò này hoạt động, thúc vào con sò này, cung cấp năng lượng cho con sò này hoạt động. Đấy. Thì nó cũng giống như là con sò. Cho nên là nó một kênh này nó đảm bảo cho các bác là 800W. Đấy. Ở trở kháng 8 ohm. Các bác có thể đánh rất là tốt những cái quả phun đôi từ côn 76. Đấy, hoặc là phun đơn côn 100, mỗi một kênh đánh một quả. Ví dụ như mà cặp giá CF ở đây côn 76 nhưng công suất 1000W. 1000W một quả này ở trở kháng 4 ohm. Một kênh này nó vẫn đánh căng các bác nhá, vẫn đánh dư thoải mái căng, bởi vì là một kênh của nó là 8 ohm. 8 ohm nó đã 800W rồi. Đấy. Vậy là nếu 4 ohm thì nó hơn 1000W một kênh các bác nhá. Đấy, em nói sơ qua các bác để các bác tiện để tham khảo. Thì tổng như em đã nói rồi, tổng con này là có 2468 432 con sò công suất chính và 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 2 18 18 18 nó là 36 con bù áp nữa các bác nhá. 36 con bù áp và 32 con sò chính. Đó. Thì các bác cộng tổng cộng nhân đôi này nó tương đương với những con sò, tương đương với con đẩy trên 60 sò. Thế nhưng cái biến áp của nó rất là lớn. Đấy, cho nên nó đảm bảo được cái dòng cường độ dòng điện và hiệu điện thế, nó có thể là đưa ra được đủ công suất chuẩn các bác nhá. Và các bác thấy ở đây là ngày tháng năm sản xuất nó đều có, nó được sản xuất ngày mùng 7 tháng 4 năm 2016 và còn rất là đẹp các bác nhá. Hiện tại các bác đang nhìn thấy em quay trực tiếp thực tế ở đây rất là đẹp, về mặt mũi của nó cũng rất là đẹp các bác nhá. Đấy, còn rất đẹp. Không có bị gì sơn xiết gì cả, rất đẹp, long lanh, phải nói là long lanh. Đấy. Mình không nói là 90% nhưng mà phải nói là long lanh các bác. Đây, phía sau đây. Thì với những dòng đẩy cao cấp thì các bác thấy rằng như trước những cái chiếc điện thoại cao cấp mà đủ tiêu chuẩn châu Âu thì các bác quan sát thấy những cái biểu tượng chất lượng đấy, của châu Âu thì các bác sẽ biết ngay. Đây, đó thì các bác biết liền. Đó. Và thông số nó có rất là đầy đủ ở đây. Con này thì không sử dụng rắc kim chích mà nó vặn bằng cái này. Nó vặn bằng cái rắc kẹp này các bác nhé. Và nó có đường vào bằng canông 4 đường, nhưng mà đường link ra bằng 2 đường thôi nhé. Các bác có thể là link sang con đẩy khác, rất ok. Đấy. Với cái hãng Sotanda thì em thấy thường thường những hãng Sotanda mà trước những năm 2017, 2018 về trước thì thường họ vặn như này. Ít sử dụng rắc kim chích các bác ạ. Và giá cho chiếc đẩy Sotanda này em báo giá luôn cho các bác để tiện theo dõi cũng như là chuẩn bị ngân lượng để các bác có thể là liên hệ với em Hùng JBL qua số điện thoại 0936019001 em để ở biển đây. Thì giá con này hiện tại em đang bán cho các bác chào bán với giá 6 triệu đồng bao ship toàn quốc các bác nhé. Và có dây Canon kèm theo. Cảm ơn các bác đã chú ý con xem theo dõi con Sotanda. Và tiếp tục bên đây, chiếc này là chiếc Yamaha. Mr. Yamaha thì các bác thấy anh em cũng rất là thích chơi. Và đặc biệt là con Yamaha thì dòng Yamaha đây là dòng bình dân. Như dòng LS9-16, LS9-32 thì nó rất là đắt, cho nên là ít anh em chơi được. Và có chơi được thì về cũng rất là khó điều khiển nó. Nó không giống như những cái dòng này thì nó còn dễ không nhá. Đây là Mr. số Yamaha và model là 01V96VCM không nhá. Đấy. Con này thì sử dụng 16 đường lai. À 12 lai các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 lai canon. Và nó có những cái đường insert input ở đây bằng 6 ly nữa để cho các bác có thể thoải mái kết nối. Ví dụ như đàn trống, kèn nhị, đàn ca sáo nhị đủ cổng ăn chơi các bác nhá. Và tiếng echo con này. Con này nó có tới 4 effect các bác nhá. Nó có tới 4 effect độc lập. Các bác có thể chơi rất là tốt khi các bác setup xong rồi, hoặc là em có thể bao cho các bác setup với 4-5 chế độ effect, 4 chế độ effect. Ví dụ như các bác chơi nhạc bolero nhẹ nhàng thì các bác có thể đẩy dùng effect số 1, hoặc bác nào mà hát tiếng hơi cứng các bác không khó hát thì các bác sẽ dùng effect số 1. Anh em nào mà thanh niên, giọng khỏe, hát mạnh, hát phê, hát phiêu, hát căng thì dùng effect số 2. Bác nào mà hát vọng cổ, hát kim cổ thì các bác dùng effect số 3. Và các bác nào hát chèo cải lương, quan họ, vân vân
những thể loại ca chủ thì các bác dùng FX số 4. Đấy. Thì rất là tiện, thay vì những cái bàn mixer bình thường thông thường thì anh em chúng ta khi mà mỗi một thể loại nhạc hay là mỗi một người hoặc là mỗi một giới người ta chơi nhạc, người ta nghe, người ta hát, người ta muốn hát thì anh em lại phải xử lý lại FX. Đấy. Điều khiển bấm chỉnh chọt ở trên bàn mixer nó cũng hơi mất thời gian hơn một chút. Tóm lại thì những con này nó có thể đảm bảo cho anh em là xử lý nhanh và gọn và linh hoạt hơn. Nó có thể link các fader này với nhau. Khi một lúc anh em cần đẩy một fader này, nó có thể đẩy bốn fader này một lúc. Đấy, chỉ cần đẩy một cái, nó có thể lên bốn cái. Cái này thì em giới thiệu qua thôi, bởi vì anh em xem video về những con này 01V thì anh em V và V96 anh em xem cũng rất nhiều anh em hướng dẫn rồi. Đấy, về effect thì em cũng nói qua để cho các bác để sử dụng. Thì em vừa mới nói xong. Đấy, nó rất là tiện cái là mỗi một thể loại nhạc, mỗi một thể loại người hát, mỗi một giọng từng người thì anh em có thể là thao tác theo cái điều khiển cho nó ăn với giọng của người ta bằng bốn cái effect độc lập luôn. Nó có bốn effect luôn các bác nhá. Bốn effect giờ độc lập. Không như những dòng khác là chỉ có một effect chung hoặc là hai effect. Đấy, con này nó có thể bốn effect và nó có thể lưu được nhiều chế độ để sử dụng theo các thể loại nhạc khác nhau không nhá. Các anh em có thể là lưu tắt gọi tắt cũng được, lưu chương trình gọi tắt ra cũng được. Đấy, anh em xem muốn xem hướng dẫn thì vào video nói về mixer này. Rất nhiều anh em làm. Đấy. Và con mixer ngày hôm nay thì đẹp xuất sắc, trong tình trạng đẹp xuất sắc không anh nhá. Đẹp xuất sắc, live lưu đẹp xuất sắc. Đó. Anh em có thể quan sát từ fader cho tới những cái ốc này. Nó còn trắng bốp như mới bóc thùng ra. Những cái chân canông nó còn chưa có bụi. Nó còn chưa trôi chút bụi nào cả. Rất là đẹp. Và con này thì em chào bán với các bác là giá 21.500.000 bao ship các bác nhé. Anh em có thể là tham khảo luôn giá. Và ok được thì anh em chốt thì alo cho em qua số điện thoại trên biển đây. Và lát nữa em cũng để cái biển này ngay trên màn hình để cho anh em tiện theo dõi. Và em cũng chia sẻ các bác là dòng mà sản xuất ở Nhật thì nó chạy điện 100V các bác nhé. Cũng có bản là 200V, 220V, đó là bản xuất Âu hoặc là bản sản xuất China thì nó sẽ là 220V các bác. Đây. Đấy, với những bản sản xuất ở Trung Quốc thì các bác thấy ở chữ đầu này nó sẽ là chữ C. N. Đấy, còn cái con sản xuất ở Nhật thì thường cái tem của nó sẽ là GN các bác nhé. Đấy, và Made in Japan. Còn bản Trung Quốc thì nó sẽ có chữ Trung Quốc ở đây và nó là Made in China. Điện áp sử dụng con này nó sử dụng là điện 100V. Công suất con này là 90W. Tần số hoạt động tốt nhất cho con mixer là 50-60Hz. Khá là thông dụng như là những cái tần số điện của châu Á chúng ta. Ở phía bên đây thì các bác có thể là nó nhìn thấy là nó có các cái công tắc để bật cấp nguồn phantom. Thì công tắc số 1 nó có thể cấp nguồn cho mic phantom từ 1 đến kênh 1 đến kênh 4. Và công tắc số 2 thì nó cấp cho từ kênh 5 đến kênh 8. Và công tắc số 3 nó sẽ cấp từ kênh 9 đến kênh 12. Các bác có thể dùng mic phantom. Thì có nghĩa là cái mic phantom có nghĩa là cái mic mà nó phải sử dụng nguồn thôi nhá. Nó phải cấp nguồn nó mới chạy ấy. Giống như mic live stream ấy. Thì cái cổng số 1 thì các bác có thể là bật cấp nguồn một cái công tắc này, kênh số 1. Thì nó sẽ cấp cho cổng 1, cổng 2, cổng 3, cổng 4 là mic phantom có nguồn các bác nhé. Lưu ý. Và những thiết bị mà nó không sử dụng nguồn phantom, ví dụ đàn guitar điện hoặc là chống điện, thì các bác không được phép bật nguồn phantom lên các bác nhé. Bật cái nguồn phantom này lên thì nó sẽ cấp nguồn từ đây ngược lại cái phơ đàn hoặc là cái đàn hoặc là cái trống, là nó sẽ làm hư cái phơ đàn, phơ trống các bác nhé. Đấy. Đấy là cái điều mà các bác nên lưu ý khi sử dụng bàn mixer mà nó có nguồn phantom cấp ra cổng mic canon thôi nhá. Mà nguồn phantom thì nó chỉ cấp cho cái cổng canon thôi thôi nhá. Còn cái cổng này thì nó vẫn bình thường. Đó. Đường ra và đường vào của nó thì ở đây nó có hai cái đường này canon để đưa xuống main. Đây là main tổng stereo để các bác đưa xuống main tổng thôi nhá. Thế còn các cái đường monitor out này. Đấy, thì nó ở bên đây bằng jack 6 ly này. Các bác có thể là đưa ra những cái cục đẩy đánh monitor. Và phía bên đây thì nó sẽ có một cái cạc nữa để các bác có thể là nâng cấp. Rút cái này ra các bác có thể cài cái cạc khác vào để sử dụng những ứng dụng khác các bác nhé. Ở đây thì nó cũng có USB, lẽ ra nó cũng có phần mềm đấy, nhưng mà về Việt Nam chúng ta thì chắc cũng ít có bác có phần mềm và sử dụng máy tính để điều khiển con này các bác. Nó rất dễ sử dụng, nó sử dụng hoàn toàn bằng phím được.
và phím là feather từ à feather. Con này là feather tự động thôi nhá. Cho nên là nó rất rất lại riêng cái dòng những cái dòng mixer của Nhật thì cái feather của nó rất ít hỏng. Ví dụ cái dòng mixer của Mỹ hoặc là những dòng khác thì lại có những dòng thì rất là nó hay bị trục trặc feather, nhưng đặc biệt là cái dòng của feather của Nhật thì nó rất ít bị, các bạn. Thiết bị của Nhật thì rất ít bị. Các bác thấy ngày xưa có những cái âm ly 7800 Pioneer hoặc là những cái âm ly của Nhật ấy, các bác thấy em phải bê này thì nó rất là ít khi, có khi là cái âm ly hỏng rồi nhưng mà cái công tắc và cái chiết áp nó gần như nó chưa hỏng. Những cái volume của người Nhật người ta thiết kế nó cực kỳ bền, bởi vì nếu không bền như thế thì hãng cũng không được phép sản xuất nữa. Nó có một cái tiêu chuẩn chung là khi sản xuất ra thì ông phải khẳng định được là cái tuổi thọ nó sẽ được bao nhiêu lâu. Đấy, thì mới đủ tiêu chuẩn để sản xuất các bạn. Đấy, hai sản phẩm ngày hôm nay thì em đã báo giá và đã làm video nói chi tiết cho các bác cùng tham khảo, cũng như là em quay rất là rõ ràng cho anh em cùng tham khảo rất chi tiết. Đấy, con này thì bao tất cả cái tất tần tật đèn đóm nét đầy đủ chuẩn chỉ, màn hình chuẩn chỉ các bác nhá. Đấy, còn bên đây cũng thế, bao zin bao xịn chuẩn chỉ. Hai sản phẩm này bác nào có nhu cầu thì alo cho em. Số điện thoại 0936019001. Em vừa làm video em vừa đọc số điện thoại và trên video em cũng có biển của em. Cho nên là các bác lưu ý xem video thì chú ý xem chi tiết một chút để các bác đỡ phải hỏi thêm về cái phần số điện thoại. Có nhiều bác xem là không biết số điện thoại bao nhiêu. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Chào tạm biệt các bác.